Lâm xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với X Studio. Và trước mặt các bạn, đây đang là hai sản phẩm được coi là rất là hot tại thời điểm hiện tại năm 2018. Bên tay trái chính là chiếc Realme 2 Pro và bên tay phải chính là chiếc iPhone 6s. Và hôm nay mình sẽ làm một bài speed test xem trong cùng phân khúc giá trên 5 triệu đồng một chút thì sản phẩm nào sẽ đem lại hiệu năng tốt hơn cũng như là trải nghiệm đa nhiệm tốt hơn. Điểm qua một chút về cấu hình thì chiếc iPhone 6s chạy con chip Apple A9 và có 2GB RAM. Phiên bản hệ điều hành nó đang chạy là phiên bản iOS 12 mới nhất. Đây, như các bạn có thể thấy là phiên bản iOS 12.1.2. Còn bên tay trái chiếc Realme 2 Pro thì có con chip Snapdragon 660. Và phiên bản mình đang coi đây là phiên bản 6GB RAM. Cũng như là nó đang chạy trên hệ điều hành Android 8. Ok, vậy thì bây giờ sẽ không làm mất thời gian của các bạn nữa, mình sẽ vào ngay bài test. Đầu tiên là chúng ta sẽ thử game Zombie Tsunami. Cái hiệu ứng chuyển cảnh của iPhone rất là nhanh, nó không như kiểu Android. Nhưng mà với tựa game nhẹ nhàng đầu tiên thì cả hai máy đều vào cùng một lúc. Thậm chí là còn không kịp nhận ra là máy nào nhanh hơn máy nào. Tiếp theo là Smart Hit. Đó, và tự game Smart Hit này thì cả hai máy đều chứng tỏ rằng mình rất là mạnh và đều vào cùng một lúc. Tự game thứ ba là Fruit Ninja. Đó, cái ứng chuyển cảnh của iOS rất là nhanh nhá. Cầu như là ấn vào phát nó lên luôn, còn cái này nó vẫn bị nháy đen một lúc. Đó, và với tựa game này thì dường như là cả hai máy đều có tốc độ nhanh ngang nhau, nhưng mà chiếc 6S vẫn nhỉnh hơn một chút ở cái hiệu ứng chuyển cảnh vào game. Tiếp đến là Temple Run 2. Đó, lên luôn chiếc Imanji này, còn cái này vẫn phải mở cái không gian trò chơi gì đấy. Đó. Và dường như có vẻ như đó, chiếc Realme 2 Pro đã vào trước chiếc iPhone 6s, mặc dù là cái chữ Imanji của chiếc iPhone 6s hiện lên trước. Rồi, tiếp đến là Candy Crush Saga. Đó. Loading. Rồi, ở tựa game này thì cả hai đều vào cùng lúc, không có gì để nói rồi. Tiếp đến là Liên Quân Mobile. Tựa game cực kỳ hot. Và mình không biết từ bao giờ cái tựa game Liên Quân Mobile này trở thành chuẩn mực test game cũng như là test hiệu năng của các dòng sản phẩm. Dù là cao cấp, thấp cấp hay là tầm trung đều phải sử dụng Liên Quân Mobile hết. Đó, và chiếc iPhone 6s của mình loát rất là nhanh, trong khi bên này thì bây giờ mới kiểm tra dung lượng này. Đó, và chiếc iPhone 6s đã vào trước rồi. Bên này thì vẫn đang chi chạc loát đi. Rồi, và cái độ trễ của nó chắc phải khoảng 3 đến 5 giây đấy nhỉ, mình không rõ lắm, nhưng mà lại khá là chiếc 6S nhanh hơn. Và tựa game cuối cùng của chúng ta là Asphalt 9. Với tựa game này thì mình đồ là chiếc iPhone 6S sẽ vào trước chiếc Oppo Realme 2 Pro. Nếu như bạn nào chưa biết thì Realme chính là thương hiệu con của Oppo, nó giống như kiểu là Pocophone với lại Xiaomi vậy. Thì để xem nào, hồi hộp quá. Wow, bất ngờ, vãi cả bất ngờ luôn. Chiếc Realme 2 Pro của mình đã vào trước iPhone 6s. Mặc dù nhìn chiếc iPhone 6s loát có vẻ là xịn sò. À chết, mình còn phải loát map nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ loát thử một map xem là chiếc máy nào sẽ vào trước. Next. Chọn xem. Ok, 3, 2, 1. Đó. Rồi, lần này thì chiếc máy nào sẽ nhanh hơn đây? Rồi, cả hai máy đều vào cùng lúc. Oops. Và như bạn thấy đấy, cả hai máy đều vào cùng một lúc. Đó, chuyển cảnh rồi, thời gian đếm ngược này. Đó, đều vào cùng lúc. Vậy thì cái phần load game này thì load map này thì cả hai máy đều tương đồng. Và bây giờ mình sẽ chuyển qua phần đa nhiệm. Đầu tiên là Zombie Tsunami. Rồi, cả hai máy đều vẫn đang đa nhiệm. Tiếp đến là Smart Hit. Rồi, Smart Hit thì chiếc iPhone 6s của mình đã phải load lại rồi. Trong khi đó, Realme 2 Pro vẫn đang đa nhiệm. Fruit Ninja. Rồi, Fruit Ninja thì rồi, cả hai máy đều vẫn đang giữ. Temple Run 2. Rồi, Temple Run 2 một lần nữa chiếc iPhone 6s đã phải load lại, trong khi chiếc Realme 2 Pro vẫn đang giữ đa nhiệm.
lợi thế của 6 GB nó phải hơn 2 GB chứ, các bạn cứ bảo iOS thì nó tối ưu hóa game ứng dụng tốt nhưng mà nó cũng chỉ đến thế thôi. Rồi, Candy Crush Saga iPhone 6s lại phải lốt lại. Liên Quân Mobile. Rồi, Liên Quân Mobile thì cả hai cái đều không phải lốt lại, may quá. Tiếp đến là Advance 9. Rồi, Advance 9 cả hai cái thì đều đang đa nhiệm rất là tốt. Vậy tự chung lại thì với 6 GB trên chiếc Oppo Realme 2 Pro vẫn ăn đứt với 2 GB của iPhone 6s. Và cả hai sản phẩm này thì hiện đều đang được bán tại Savonet. Nếu như các bạn quan tâm, các bạn có thể click vào đường link để phần mô tả của video nhé. Ok, vậy thì mình vừa hoàn thành xong video speed test cũng như là thử đa nhiệm của hai sản phẩm với cùng một mức giá là trên 5 triệu đồng một chút. Thì như các bạn có thể thấy, về phần load game ứng dụng thì cả hai máy đều khá là tương đồng, và thậm chí có một số tựa game thì chiếc Oppo Realme 2 Pro còn nhỉnh hơn chiếc iPhone 6s. Và về phần đa nhiệm thì với mức RAM cao hơn 6GB thì nó sẽ ăn đứt với 2GB trên chiếc iPhone 6s. Nhưng nói chung thì cả hai thì đều đem lại trải nghiệm khá là mượt mà. Rồi, về ý kiến của các bạn ra sao? Các bạn sẽ thích sản phẩm nào hơn trong hai sản phẩm này? Thì hãy để lại ý kiến bình luận dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.